Dương HCM đại diện tuyển sinh cho rất nhiều trường uy tín tại Singapore và cũng là công ty hàng đầu tại Việt Nam, chuyên tư vấn hồ sơ cũng như là hướng dẫn các bạn trong quá trình là học tập ăn ở tại Singapore và cũng như là các nước khác. Thì hôm nay Tương Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn chương trình về quản trị kinh doanh tại trường ICE Singapore về học phí cũng như là chi phí ăn ở như thế nào, một tháng cần chuẩn bị bao nhiêu. Thì nếu mà để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn nên truy cập theo cái hệ thống website của công ty Tương Đại Dương, đó là tuyendaiduong.vn. Thì cái chương trình này được thiết kế cho sinh viên muốn theo đuổi sự nghiệp trong quản lý kinh doanh và đổi mới, quản lý tài sản hay là nguồn nhân lực marketing. Thì chương trình đào tạo là sự kết hợp nhiều kỹ năng và lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học máy tính. Sinh viên theo học chương trình này thường được yêu cầu phải hoàn thành 40 tín chỉ trong mỗi năm học, và để tốt nghiệp sinh viên phải hoàn thành 130 tín chỉ, tương đương là với 306 đơn vị là học trình. Thì triển vọng của sự nghiệp thì chương trình quản trị kinh doanh được thiết kế nhằm mục đích giúp cho sinh viên có động lực để trở thành nhà lãnh đạo kinh doanh trong tương lai, trang bị đầy đủ những cái kiến thức kinh doanh và kỹ năng sinh viên tự tin đối phó với các vấn đề rộng lớn trong môi trường toàn cầu. Thì về cái chương trình cao đẳng của ngành quản trị kinh doanh gồm các môn học như là viết chuyên sâu, phương pháp nghiên cứu, đại số hay là truyền thông hay là lịch sử của các nước, truyền thông liên kết văn hóa. Về các cái chuyên ngành về cao đẳng nâng cao của quản trị kinh doanh thì có các môn như là nguyên tắc cơ bản của công nghệ thông tin, thống kê, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô hay là kế toán tài chính, xã hội học, tiếp thị quốc tế như là kế toán, quản lý chiến lược, tiếp thị, kỹ năng viết trong kinh doanh hay là tài chính, hệ thống thông tin quản lý. Thì còn rất là nhiều các chương trình thì các bạn có thể là tham khảo trên website của Tương Đại Dương như là tddvn.com. Thì yêu cầu nhập học và học phí tại ICE thì cũng không có quá khó đối với sinh viên Việt Nam. Thì các bạn chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là chưa tốt nghiệp với điểm trung bình trở lên. Thì thủ tục thì đăng ký, chuẩn bị tất cả các bằng cấp cao nhất có liên quan. Thì về cái chứng chỉ bảng điểm là 18.46. Thì cái lệ phí đăng ký chương trình của trường là 321 đô sinh khi đọc hồ sơ. Về học phí thì phí apply là 321 đô, phí quản lý là 700 đô và học phí 1 năm là 8.000 đô la Singapore. Học phí năm thứ 2 là 8.000, học phí năm thứ 3 là 23.200. Thì bao gồm tất cả là sách vở, tài liệu, phí bảo hiểm. Thì phí bảo hiểm của khóa học thì khoảng 2.5% học phí của khóa học. Thì phí bảo hiểm y tế là khoảng 100 đô la Singapore hàng năm. Thì các bạn có thể tham khảo lên website như là tdvn.com chuyên mục về du học Singapore để tìm hiểu về điều kiện đi lại như là văn hóa của Singapore như thế nào. Thì Tương Đại Dương muốn tổng cập nhật những thông tin mới nhất, hoặc là có thể là liên hệ với các chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ qua hotline là 3848.